quê Bạc Liêu yêu dấu, dừng chân đêm trắng sáng bên dòng sông. Em đến nghe câu hò Bạc Liêu, ấm tươi niềm mơ ước, ngân dài trên sông nước sao xuyến từng quê. Thêm muối trắng ruộng lúa nhiều thêm mơ. Bạc Liêu quê tôi giờ đây đang lớn lên từng ngày, lòng dân theo cùng ý đảng những bước xây tương lai. Mỏ ơ, quê hương đang xa xôi, sông vui đời nó áo, ai thấm bao công trình nắng biển về thôn xa, chung tay xây quê mẹ. Trắng ruộng lúa nhiều thêm mơ. Bạc Liêu quê tôi giờ đây đang lớn lên từng ngày, lòng dân theo cùng ý đảng những bước xây tương lai. Mỏ ơ, quê hương đang xa xôi, sông vui đời nó âu, ai thấm bao công trình nắng biển về thôn xa, chung tay xây quê mẹ đẹp muôn thanh xuân. Quê hương đang xa xôi, sông vui đời nó âu, ai thấm bao công trình nắng biển về thôn xa, chung tay xây quê mẹ đẹp muôn đời thanh thưa quý vị. Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội già cổ Què Lang năm 2022 là hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Bạc Liêu, 1 tháng 1 năm 1997, 1 tháng 1 năm 2022. Kính thưa quý vị, ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội già cổ Què Lang năm 2022 đã diễn ra từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 năm 2022. Trong chuỗi sự kiện đã diễn ra rất nhiều hoạt động, đặc biệt đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 nói riêng. Thông qua ngày hội đã xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại du lịch được nhiều dự án khai thác tiềm năng thế mạnh của tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa toàn thể quý vị, về tham dự chương trình bế mạc ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội già cổ Què Lang năm 2022 ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý đại biểu. Về phía đại biểu các tỉnh thành phố, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ban tổ chức cũng xin đồng nhiệt chào đón các đồng chí là đại diện lãnh đạo các sở ngành thuộc các tỉnh thành phố đồng bằng sông Cửu Long, đại diện các đoàn nghệ thuật tham gia ngày hội. Kính thưa quý vị, về phía đại biểu tỉnh Bạc Liêu, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.
xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phạm Văn Hiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Công Đặng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 11. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Trương Minh Chiến, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khóa 13. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Cao Anh Lộc, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Giới thiệu sự hiện diện của đồng chí Phan Như Nguyện, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bạc Liêu. Ban tổ chức cũng xin nồng nhiệt chào đón các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban tỉnh, các đại diện sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Và sẽ được trân trọng giới thiệu các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương đến tham dự và đưa tin cùng đông đảo cán bộ công chức viên chức và nhân dân tỉnh Bạc Liêu theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của toàn thể quý vị. Kính thưa toàn thể quý vị, tiếp theo chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiến lên sân khấu và phát biểu bế mạc Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội Già Cổ Quầy Lang năm 2022 với chủ đề Âm Giang Già Cổ. Kính thưa đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bạc Liêu. Kính thưa đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ. Thưa các vị khách quý cùng toàn thể quý vị đại biểu và bà con kính mến. Qua chuỗi hoạt động của các sự kiện rất sôi động và nhiều ý nghĩa, Ngày hội văn hóa du lịch, lễ hội Già Cổ Quầy Lang và hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu năm 2022 đã khép lại, để lại nhiều ấn tượng rất tốt đẹp, khó quên trong lòng người dân, du khách, bạn bè trong và ngoài nước. Đến thời điểm này, chúng ta có thể khẳng định rằng ngày hội đã thành công tốt đẹp. Các vị khách quý, du khách trong và ngoài nước cùng toàn thể bà con nhân dân tỉnh nhà đã được trải nghiệm bầu không khí vui tươi, náo nức với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch đặc sắc, hấp dẫn, qua đó đem đến cho đại biểu và du khách cái nhìn rõ nét hơn về đặc trưng văn hóa và tiềm năng của Bạc Liêu, tiềm năng đầu tư của tỉnh Bạc Liêu, xứ sở được mệnh danh là cái nôi của nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, gắn với hình ảnh chàng công tử Bạc Liêu nức tiếng gần xa. Đồng thời, đang xen các sự kiện văn hóa du lịch, chúng ta cũng tổ chức nhiều hoạt động mang ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, thể hiện tinh thần năng động, khát vọng phát triển của quê hương Bạc Liêu. Thưa quý lãnh đạo, quý vị đại biểu, chuỗi các sự kiện chúng ta có điểm qua những nét nổi bật với những kết quả đạt được đáng phấn khởi và tự hào, đó là chúng ta đã tổ chức thành công chương trình lễ khai mạc với chủ đề Bạc Liêu hội tụ tinh hoa di sản và khát vọng phát triển. Vinh dự được đón tiếp đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, các đồng chí lãnh đạo, các ban đảng, các bộ ngành trung ương, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đặc biệt là thu hút sự tham dự của hơn 20.000 bà con nhân dân, du khách trong và ngoài tỉnh. Cuối chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc, mang theo nhiều thông điệp hứa hẹn về một tương lai phát triển quê hương Bạc Liêu, đồng thời được sự ủng hộ rất cao của đông đảo quần chúng nhân dân. Hai là thành công lớn của chuỗi sự kiện năm nay có thể kể đến là chúng ta đã tổ chức và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2022 với chủ đề Bạc Liêu tiềm năng và khát vọng phát triển. Hội nghị đã thu hút gần 500 đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước
nhất là có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại hội nghị đã trao chủ trương đầu tư cho 13 dự án, tổng số vốn đầu tư gần 17.000 tỷ đồng. Đồng thời, với những định hướng thu hút đầu tư của tỉnh, hiện tại đã có 9 nhà đầu tư đăng ký nghiên cứu, khảo sát để hoàn thiện thủ tục đầu tư với 14 dự án đầu tư theo quy định của pháp luật với tổng số vốn đăng ký gần 166.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tỉnh đã công bố danh mục 195 dự án đầu tư trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, y tế, giáo dục để mời gọi đầu tư. Đây là tiền đề rất quan trọng, là nền tảng để Bạc Liêu bứt phá vươn lên nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bạc Liêu trở thành tỉnh khá của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Ba là Bạc Liêu chỉ giới thiệu về mình mà còn không chỉ giới thiệu về mình mà còn ghi dấu ấn đậm nét khi tiếp tục là địa phương tiên phong của vùng đồng bằng sông Cửu Long, trở thành nơi hội tụ tinh hoa di sản văn hóa đại diện các vùng miền, với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ, nghệ nhân của nhiều loại hình di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hoặc đã được UNESCO vinh danh, gồm ca trù đến từ thành phố Hà Nội, dân ca quan họ đến từ Bắc Ninh, nghệ thuật bài chòi Trung Bộ đến từ Quảng Nam và Phú Yên, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên đến từ Gia Lai, các di sản văn hóa của đồng bào Khmer đến từ tỉnh Sóc Trăng, hai loại hình nghệ thuật hát chèo và hát sẩm của tỉnh Kết Nghĩa Ninh Bình, tất cả đã hòa điệu cùng chung với không gian nghệ thuật đàn ca tài tử Nam Bộ của tỉnh Bạc Liêu để tạo nên một không khí mang đậm giá trị nhân dân, thể hiện sự giao thoa bản sắc văn hóa dân tộc trên quê hương tỉnh Bạc Liêu. Bốn là chúng ta đã tổ chức nhiều sự kiện mang tính chất liên kết vùng, liên dùng, các sự kiện về hợp tác trong phát triển kinh tế xã hội, quảng bá thương hiệu hình ảnh quê hương Bạc Liêu, như tổ chức không gian giới thiệu sản phẩm du lịch với sự tham gia của 19 tỉnh thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, tổ chức hội chợ công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và sản phẩm ô cốp với hơn 250 gian hàng của nhiều tỉnh thành, doanh nghiệp trong cả nước, thu hút hàng chục ngàn lượt bà con nhân dân và du khách đến tham quan mua sắm, tổ chức thành công hội nghị kết nối cung cầu hàng hóa giữa tỉnh Bạc Liêu và các tỉnh thành phố năm 2022. Đồng thời, tại ngày hội tôm và muối Bạc Liêu với điểm nhấn là xác lập kỷ lục Việt Nam chế biến 122 món ăn từ tôm và muối, tổ chức thành công hội thảo khoa học giải pháp phát triển chuỗi giá trị ngành tôm và muối Bạc Liêu để tiếp tục kiên định mục tiêu phấn đấu đưa Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước, cũng như thúc đẩy nâng cao giá trị hạt muối của Bạc Liêu và nghề làm muối, loại hình di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ngoài ra, các sự kiện nêu trên, ngày hội của chúng ta tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, giải trí được đông đảo nhân dân, nghệ nhân, nghệ sĩ, báo chí và du khách quan tâm ủng hộ và tham dự, như cuộc thi tiếng hát người làm báo khu vực phía Nam với chủ đề Âm gian giọng cổ, tổ chức thành công đoàn khảo sát sản phẩm du lịch mới với sự tham gia của hơn 200 đoàn doanh nghiệp đến từ thành phố Hồ Chí Minh, đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ với nhiều hiệu ứng tích cực, qua đó góp phần tăng cường liên kết tour tuyến du lịch đến Bạc Liêu, tổ chức hội thảo phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa cộng đồng dân tộc Khmer, kết hợp công nhận chùa Xiêm Cán là điểm du lịch tiêu biểu vùng đồng bằng sông Cửu Long, liên quan nhạc ngũ âm và múa dân gian Khmer, liên quan đoàn ca tài tử tỉnh Bạc Liêu. Và một trong những kết quả quan trọng trong thời gian diễn ra ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu là lượng du khách đến Bạc Liêu gấp hơn 10 lần so với những ngày bình thường, đạt khoảng 50.000 lượt khách đến tham quan, trong đó có trên 5.000 lượt khách sử dụng dịch vụ lưu trú. Có thể nói chuỗi sự kiện ngày hội của chúng ta đã thành công rất tốt đẹp, đạt được đồng thời nhiều mục tiêu cả về giới thiệu, quảng bá đặc trưng của văn hóa du lịch Bạc Liêu, cũng như tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc thông qua việc hội tụ các di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và được UNESCO vinh danh. Đồng thời, chúng ta đã ghi dấu ấn công tác thu hút mời gọi đầu tư để tiếp tục tạo ra động lực cho kinh tế xã hội Bạc Liêu tiếp tục phát triển trong thời gian tới. Thưa quý vị lãnh đạo, quý vị đại biểu và bà con nhân dân tỉnh Bạc Liêu,
có được thành công của Ngày hội văn hóa, du lịch và lễ hội giả cổ Hoài Lan năm 2022, tỉnh Bạc Liêu và Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Chính phủ và các bộ ngành trung ương, sự phối hợp chặt chẽ các tỉnh thành, ủy ban nhân dân, các sở ngành của các tỉnh thành phố tham gia ngày hội. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu và du khách đã dành thời gian tham dự cho các hoạt động trong chuỗi sự kiện đã qua. Cảm ơn các cơ quan báo đài trung ương và địa phương về dự và đưa tin kịp thời của ngày hội. Cảm ơn các nhà tài trợ, các doanh nghiệp đã ủng hộ kinh phí tổ chức hoạt động ngày hội du lịch Bạc Liêu và lễ hội giả cổ Hoài Lan xúc tiến đầu tư. Xin ghi nhận và biểu dương tinh thần hết sức trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tỉnh đã tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động trong chuỗi sự kiện lần này thành công tốt đẹp. Tôi xin tuyên bố bế mạc Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu, lễ hội giả cổ Hoài Lan năm 2022. Xin kính chúc lãnh đạo, các nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đồng bào, đồng chí luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Gia Thiều. Kính thưa quý vị, sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại diện các sở ngành, các đơn vị đã có đóng góp tích cực cho sự thành công của Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội giả cổ Hoài Lan năm 2022 tiến lên sân khấu để nhận bằng khen và quà của lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu. Xin được trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo các sở ngành và các đơn vị có tên sau. Trân trọng kính mời đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Y tế và Sở Tài chính. Và xin được trân trọng kính mời đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu sẽ lên trao bằng khen và quà cho các đại diện đến từ các sở ngành, đơn vị. Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu đang trao bằng khen và quà chúc mừng cho các sở ngành, các đơn vị đã có những đóng góp tích cực vào sự thành công của Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội giả cổ Hoài Lan năm 2022. Cho các đơn vị Sở Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Bạc Liêu, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Sở Y tế và Sở Tài chính. Tiếp theo, ban tổ chức xin mời đại diện lãnh đạo Ban dân tộc và tôn giáo, Trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Bạc Liêu, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Công ty Điện lực Bạc Liêu, Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ VTV Cần Thơ và Tỉnh đoàn Bạc Liêu. Và sẽ được trân trọng kính mời đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu sẽ lên sân khấu
trao bằng khen và quà chúc mừng cho các đơn vị đã có những đóng góp tích cực vào sự thành công của ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội già cổ Hoài Lang năm 2022. Và tôn giáo, trung tâm dịch vụ đô thị tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, văn phòng tỉnh ủy, văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố Bạc Liêu, đài phát thanh và truyền hình tỉnh Bạc Liêu, công ty điện lực Bạc Liêu, trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ, VTV Cần Thơ, tỉnh đoàn Bạc Liêu. Đây là những đơn vị đã có những đóng góp tích cực vào sự thành công của ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và lễ hội già cổ Hoài Lang năm 2022. Chào pháo tay để chúc mừng và xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Thị Ái Nam, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu và xin được chúc mừng các sở ban ngành đơn vị. Bạc Liêu, Cửu Long chính nhánh phù sa dung bồi, nâng niu nghĩa đất tình người, thiết tha khúc nhạc xây đời nở hoa. Giặc giao nơi nơi
biết còn in bước dài năm tháng. Ngày xưa những bàn chân xuôi về phương Nam, về đây sống bên nhau khai đồng ngục. Sống chan hòa cùng nhau dung đắp mối yêu thương sống chung mái nhà. Kìa đàn chim tung bay rộn tiếng hót vui, tình yêu lứa đôi mái đâm bông trên đồng lúa mới. Bên nhau yên vui ta cùng dựng xây cuộc đời đẹp tươi, thơm mùi đất mẹ gió đông băng dạt dào nơi nơi miền Nam. Đã mang đến niềm vui, sự lạc quan ở khắp nơi nơi cho nhân dân và du khách thập phương, làm bừng lên khí thế mới cho Bạc Liêu. Vùng đất phương Nam, quê hương của bản già cổ Hoài Lan cũng chuyển mình trong dòng chảy với khát vọng hội nhập và phát triển. Với tinh thần giàu lòng hiếu khách, hào sản và nghĩa tình, Bạc Liêu luôn mong muốn và giang tay chào đón quý khách gần xa đến để trải nghiệm trong không gian văn hóa đặc sắc đó. Quyền giá rài giới địa
anh em mười chức thề quyết trận này chống lại bọn cường hào sói tài chúng dựa vào giặc ngoại bang xâm lược ức hiếp người dân sức yêu thế cô về hồng dân ghé thăm linh thành lời nghe kể về chuyện chú chọt đánh tay với gậy gộc và giáo mát tầm vong làm cho giặc tây phải kinh hồn khiếp sợ cho chúng biết thế nào là dân tộc Việt Nam với truyền thống đấu tranh bốc phất kiên cường cướp chính quyền không một giọt máu rơi tô đêm rạng ngời trang sử Bạc Liêu ngày nay khắp nơi đang tưng bừng xây dựng các bạn hãy xem kia là nơi biển gành hào với những con tàu đang sống ra khơi thiên nhiên nổi tiếng khắp miền về Phước Long thăm lại đất anh hùng đang từng ngày từng bước đổi thay Bạc Liêu quê tôi xin mời các bạn đến giao lưu đờn ca tài tử với rượu nhạc bánh xèo Thưa quý vị, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được UNESCO công nhận là tinh hoa âm nhạc dân tộc của Việt Nam, có dùng ảnh hưởng lớn với phạm vi 21 tỉnh thành phía Nam. Không gian nghệ thuật tao nhã ấy đã khiến bao con tim của người mộ điệu phải say mê và thổn thức. Từ một bài ca được nhiều người đón nhận, Già Cổ Quại Lang nhịp đôi đã tác động mạnh mẽ đến cảm hứng và sự sáng tạo của các soạn giả thuở ấy. Dựa vào phương thức mở nhịp của nhạc tài tử, từ đó các soạn giả viết lời ngày càng nhiều hơn cho câu ca. Các nghệ sĩ tùy biến sáng tạo lối ca và bỏ nhịp, còn các nhạc sĩ thì đàn mở. Nghệ sĩ Lư Hòa Nghĩa, người mở đầu kỷ nguyên giọng cổ, khởi xướng sáng tác giọng cổ nhịp 8 là một cột mốc quan trọng khi đàn guitar phím lõm chính thức ra đời. Các nhạc sĩ đã từng bước thể nghiệm đưa guitar phím lõm, đơn độc chiếc hoặc hòa cùng violon tạo nên âm sắc mới, thêm chất trữ tình, du dương cho bài giọng cổ. Điều này tạo ra sự phấn khích, từ đó các soạn giả tiếp tục cho ra đời giọng cổ nhịp 16. Lúc này khung nhịp được mở rộng khá lớn, cách biệt so với nhịp đôi đến 8 lần. Các câu dạo, câu chầu, nhịp song lang cùng trộn lẫn nhiều nét mới lạ trong bài ca. Có thể nói, đây là bước chuyển hóa của bài Già Cổ Quại Lang sang một dạng bài bản khác. Một trong những bài ca giọng cổ nhịp 16 rất phổ biến vào thời ấy là Sầu Dương Biên Ải của Thái Thụy Phong. Bản giọng cổ nhịp 32 đã đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển của giọng cổ nói riêng và cải lương Nam Bộ nói chung, đã góp phần tạo điều kiện cho người sáng tác cổ nhạc, biên soạn kịch bản và diễn viên sân khấu có điều kiện để thực hiện được hết khả năng nghệ thuật của mình, bởi nó dung nạp được tất cả các thể hơi từ Bắc, Hạ, Nam, Oán, do đó nó được mệnh danh là bài ca vua của sân khấu cải lương.
tình người ngày hội non sông. 7 giờ sáng ngày 30 tháng 4, thị xã Bạc Liêu rớt cờ giải phóng. Từng căn phố góc đường cô bác đón mừng anh. Anh giải phóng quân hiền quả nhân hậu. Có lạ gì đâu, là con của má năm, má bảy, những người chèo đò làm thuê và giác mương. Nay về đây giải phóng Bạc Liêu bằng tấm lòng khoan dung và đô vào ra luôn trong
của bài Gia Cổ Hoài Lan gửi cho con nhớ về ông cha thuở trước. Nay đến lượt cháu con tay giáo đội gươm quét sạch chinh lý của bọn xôi làng, vùi chôn vĩnh viễn dưới chân mình. Và sáng ngày 30 tháng 4, giải phóng Bạc Liêu trước Sài Gòn gần một mùi. Mẹ ôm anh vào lòng nước Bắc ôm bắt bờ dây, mẹ khóc mừng ngày vui như quyền thoại. Con sông Bạc Liêu dù chia năm sẽ bay, vẫn một đường ra thôi cho dòng. Bạc Liêu giấc mơ đời tình yêu thế gian.
con gái có ngon đường thiệt hay. Dẫu xa anh vẫn đi tìm để được nghe tiếng đơn kia. Cô ba cô già cha cha đời cần lao đứt da măng mà bàn tay trai bới cao muối lúa. Đời nhà nông sống quanh quần ruộng lúa.
Một hành trình kết nối trải dài khắp Nam Bộ quanh dòng sông Cửu Long, đồng lại là con đường tìm ra biển lớn của Bạc Liêu cho một khí thế mới, tự tin, vững vàng và thành công. Mà vui đường ra biển lớn tuy cực mà vui. Trăng xuống dòng sông chở những vui buồn tháng năm. Hò vô, vây vây vô, hò vô, vây vây vô, hò vô, vô hò vô, vô hò vô. Bạc Liêu, quê hương bác sau lâu như một con tàu ra khơi.
Kính thưa quý đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể quý khán giả, chương trình bế mạc Ngày hội văn hóa du lịch Bạc Liêu và Lễ hội già cổ Hoài Lang năm 2022 với chủ đề Âm gian già cổ đến đây là kết thúc. Theo lời ban tổ chức, sẽ được trân trọng cảm ơn sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo các tỉnh thành phố, quý doanh nghiệp, nhà tài trợ cùng toàn thể quý đại biểu và bà con nhân dân đã thưởng thức chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi trực tiếp chương trình trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Bạc Liêu. Xin kính chào tạm biệt. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo cùng lên sân khấu chào đón bạn.